Ô sáng hôm nay quê tôi ra sen, cô dâu con ni trang mi miều, cô dâu non non dung nhan mặn mà. Chà, nhà ai có ông dề quý? Chà, nhà ai có cô dâu hiền? Ô cô thấy có con lớn quay, xôi đầy mâm, câu đầy bùa, đây nguồn vui hiếm hoi ngày cưới, trông thật hay, trông buồn cười, sao mới thấy được một ngày vui. Tất cả bà con quan khách cùng các vị khách quý có mặt hôm nay để giữ cái lễ tân hôn cho mời hai cháu á, cháu một xá để bà thân bà con bác đến đây một phút cho hai cháu. Theo cái tập tục thường niên, cái ý chung của xã hội của Việt Nam chúng ta thì lúc nào cũng băn khoăn là trong cái lúc mà khi mà gả con gái mình về nhà chồng thì cũng có cái băn khoăn không biết về con mình có đối xử bên chồng như thế nào và bên chồng khó dễ như thế nào, thì cái điều đó là tất cả cái tâm lý chung ai cũng băn khoăn điều đó. Nhưng mà hồi nãy thì ông chủ hôn nhà gái cũng có cái nhà ý đó, bà chủ hôn nhà gái có nhà ý đó, thì ở đây thì chúng tôi thấy rằng qua cái suy nghĩ và cái kiến thức ngày nay thì trong cái dân chủ bình đẳng có thay đổi theo cái pháp luật của nhà nước cách mạng Việt Nam, thì có cái hôn nhân tự nguyện tự do dân chủ tự do kết hôn, thì cái điều đó ở đây chúng ta cũng bắt đầu là thực hiện dần để cho nó giảm chế bớt cái thủ tục của hồi xưa. Nói như vậy họ chúng ta không thể cắt bỏ được, bởi vì ông bà chúng ta từ trước giờ thì cũng vẫn là tôn trọng cái hôn lễ là cái cao cả nhất của cuộc đời người. Nhưng mà trong cái quá trình cách mạng thì cũng có giảm chế bớt để chúng ta thay đổi, bổ sung một số vấn đề tôn trọng cái quyền tự do dân chủ của tuổi trẻ. Như thế là ở đây chúng tôi ở nhà trai đó, góc độ nhà trai thì cũng xin báo với toàn thể bà con ở nhà trai cũng yên tâm, tại vì chúng tôi cũng vẫn hiểu rằng bây giờ tuổi trẻ bây giờ thì nó từ cái chỗ là nhỏ thì đi học lớn đi học, cho nên cái này cái mà cái khả năng mà làm cái công trung công hạnh, cái vấn đề nấu nướng rồi đó thì rất kém, thì cái này mong ở bên nhà gái cứ yên tâm, tại vì qua cái vấn đề chúng tôi đã hiểu rồi, hiểu cái hoàn cảnh của cháu từ nhỏ đi học lớn đi làm thì không có nấu nướng hay là thiêu chùa giá mai như kiểu hồi xưa, nên là bây giờ được cái này mất cái kia, nhưng mà điều bây giờ cái trọng tâm của nó là phục vụ cho đất nước, làm giàu cho nước, cái đó là cơ bản hơn. Còn cái chuyện nấu nướng chuyện về như thế nào đó thì không sao, cho nên do đó mà bây giờ đó là thì chúng tôi cũng nói thêm á là cái trách nhiệm chung, có nghĩa là đồng trách nhiệm giữa hai bên, bên nhà trai và bên nhà gái, mỗi bên có con á là đều cũng phải lo, có gái lớn lên cũng phải lo cho nó có đồ bạn, trai thì cũng phải lo cho nó có đồ bạn, thì đó là trách nhiệm chung. Thì như vậy là hai cháu mặc dù nó có một cái trình độ văn hóa nhất định, nhưng ngược lại thì cái đạo lý làm người, cái đối nhân xử thế đối xã hội về mặt quan điểm xã hội á thì chúng nó còn non, quá trình nó còn chưa có kinh nghiệm bên trên trần đời, thì tự nhiên là nó có nhiều nó cũng có những cái kẽ hở để nó bị sơ sức. Nhưng mà đây vì chúng ta tập trung thương nhau, lo cho hai cháu, dạy dỗ cho hai cháu có một kiến thức để chúng nó trưởng thành trong cái nhận thức đó, và chúng nó lớn lên chúng nó sẽ làm cái nhiệm vụ tốt hơn, tốt hay không thì do hai bên. Ví dụ bây giờ hai cháu nó ở trên kia gần gũi anh chị ông kia, thì anh chị giúp đỡ nó những cái mà nó tốt, phát huy cho nó những gì nó đỡ, bồi dưỡng cho nó để nó có một cái kiến thức thêm về cái đạo lý làm người. Nếu
ở dưới này thì bên nhà gái cũng có trách nhiệm như thế, cho nên như là xin báo lại nhà gái yên tâm, thì điều đó rất là tốt. Nhưng chỉ có ngại là không nghe thôi, không nghe lời giảng dạy của cha mẹ hai bên, còn ngược lại chấp nhận cái đó thì hai cháu bắt tin rằng hai cháu sẽ tiến bộ, sẽ tốt, để từ tiến bộ là phát huy cái khả năng để phục vụ cho xã hội, phục vụ cho đất nước. Kể cả thả hôm nay là phục vụ cho đất nước. Trao đổi với nhau giữa chồng vợ tôi nhân diện với nhau về vấn đề thì sau cùng thì ở đây chúng tôi thay mặt gia đình đó xin trân trọng cảm ơn tất cả bà con và phái đoàn nhà gái và tất cả các vị khách quý vị quan khách ở đây đã tham dự để đến đây khích lệ để mừng cho cái hạnh phúc của hai cháu thế Tương và Nhung. Thì điều đó một lần nữa chúng tôi xin thay mặt gia đình thành thật cảm ơn và xin chúc tất sức khỏe của quý vị tất cả. Niềm tình yêu sáng ngời cho nhau duyên mặn
chú rể mới. Tôi chúc cô dâu hiện nên mối duyên trầu cao. Cô dâu duyên dáng xinh thật là xinh, bên chú rể hiền xinh lửa lại vừa nồi. Quan viên hai họ chúc mừng cho đôi vợ chồng nên mối duyên trầu cao. Ô vui quá xá bà con ơi, kìa 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 nhà trai hăng hái bên gái kém gì đâu. Ta hát câu bền lâu, ta hát khúc sùng dậy cho ngất ngây trời mây. Bà hai đang nói với thầy Tám, tôi tin năm này tôi cưới luôn cho thằng Sáu. Anh tính cho rồi tôi với anh đi làm xuôi nghe. Ông xuôi cũng đang nói với bà xuôi, dâu với rể hiền xinh lứa thiệt vừa đôi. Ngày nay sum họp đôi đàn, ôi thôi họ vui quá xá làm vui. Trăm năm duyên tình vững bền, thương nhau thương tròn đời câu sắc son nào phai. Tương lai chung một hướng đời. Trái tim yêu thương cho mai sau ta cùng chung bước. Môi hôn kia vẫn vương không phải suốt năm tháng dài. Tay trong tay ngất ngây mất say, em bên anh cho lòng mơ ước. Khi ta yêu hãy yêu nhau lâu cho đến bao giờ. Tình yêu đến nồng nàn anh mất em, ta nhìn nhau cùng với tiếng ca đêm say đắm. Tình yêu đến nồng nàn nỗi nhớ thương cho lòng thêm vương vấn. Khi đêm về lại môi ấm anh hơi mãi tha thiết nồng say suốt một đời. Cho lòng thêm vương vấn khi đêm về lại.
through.